tâm, rồi như là có nhiều cái kho khu trung tâm thương mại, khu rất lớn. Nói chung là đa số những cái địa điểm ăn chơi hay là những cái gì mà nó đặc sắc nhất thì tập trung ở quận nhất này. Thì đa số người nước ngoài thì khi mà người ta đến với lại Sài Gòn, Việt Nam thì đa phần người ta đều chọn quận nhất hoặc là quận ba là cái nơi mà người ta ở, mà chúng ta nghĩ được ở đây. Mình thấy không, mà bây giờ là cũng chưa trưa rồi mà còn kẹt xe nữa. Mình thấy Sài Gòn ngày nào giờ nào đêm nào cũng kẹt xe hết. Thank you.
mọi cái hoạt động thì tập trung ở đây. Đây là mọi người, đây là một cái nơi mà rất là nhiều cái phong thủy kiến trúc này mang đậm chất của thời năm 1975, tức là Hồ Con Rùa. Mình đang chạy một vòng Hồ Con Rùa. Thì Hồ Con Rùa được xem như là một cái long mạch. Long mạch mà khi mà mình nhớ không làm là do chính phủ lâm thời Ngô Thị Mỹ Quỳnh Nhiệm nó xây dựng lên. Nó là một cái đuôi huyết mạch nối giữa cái Hồ Con Rùa với là chính nhất.
một trong những nét đặc trưng đặc biệt của đất Sài Gòn này, rất là nhiều khách du lịch có thể là khách Việt sẽ là chụp hình. Bên trong khi mà mỗi lần có những cái buổi ca nhạc và những cái buổi trình diễn nào đó thì kiến trúc bên đây, cái họa tiết cũng như là cái cách thức người ta xây dựng nó cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Bởi vậy khi mà cái bàn nhạc là bàn trời giao hưởng vang lên thì cái âm thanh cái bài nhạc đó nó đều khi nào cất lên nó đều vang lại. Nói chung là tận hưởng trọn vẹn cái giai điệu như cái âm nhạc mà cái người ca sĩ cũng như là ban nhạc nhạc thì người ta trình diễn, người ta sân khấu rất là tuyệt vời. Nó không phải là bị loãng ra bên ngoài như là những cái sân khấu ngoài trời hoặc là những cái sân khấu bình thường khác. Còn nó ở cục rừng thì thấy không, đậu xe giữa đường. Dài rộng thấp xung quanh cái bờ tường của Hồ Chí Minh, mình
vòng còn lại cho mọi người đến thú bên đây thế nào nha. Đó, có bức bưu rồi.